con nhá. Nay có bác Đương Nguyễn muốn lên trên giời uống nước chè đấy, em cho bác lên trên tận trên giời. Đấy, của chim của nổi. Không kể ngày đêm, như kiểu thời chiến tranh du kích ý, cứ mãi mỗi ngày mang bao phân một bọc cứt tải mấy cái hòm đạn là mấy cái thùng xốp lên đây thôi, bóp nhặt được đồng nào là nhét hết vào đây. Nhà chỉ có đất cứt trên tầng đó cả năm các bác ạ. Cây với lại chặt cối. Đấy, con đấy là con trực mô của anh Duy Thuận chợ Long Biên đấy. Được mấy tháng mà nó phát kinh mà. Trước là con trực nhiều tiền. Cắt nghéo nghèo này. Đấy, người ta gọi là tự tay bóp dái. Trước nó là dáng nhất trụ kinh thiên một cột chống trời và anh hùng một tay che bầu trời. Bây giờ mình chuyển thành năm ngón hứng độc cây chào bà con nhá, đi một cây chào bà con nhá. Nay có bác Đương Nguyễn muốn lên trên giời uống nước chè đấy, em cho bác lên trên tận trên giời ngắm thùng xốp chứa đất với cứt. Nhà em rất nhiều cái loại chứa đất với cứt ở trên trần đấy, của chim của nổi. Không kể ngày đêm, như kiểu thời chiến tranh du kích ý, cứ mỗi ngày mang bao phân một bọc cứt tải mấy cái hòm đạn là mấy cái thùng xốp lên đây thôi, bóp nhặt được đồng nào là nhét hết vào đây. Nhà chỉ có đất với cứt trên tầng đó thôi. Chả năm các bác ạ. Cây với lại chặt cối. Đấy, con đấy là con trực mô của anh Duy Thuận chợ Long Biên đấy. Được mấy tháng mà nó phát kinh mà. Trước là con trực nhiều tiền. Trước nó là dáng nhất trụ kinh thiên một cột chống trời và anh hùng một tay che bầu trời. Bây giờ mình chuyển thành năm ngón hứng độc. Quê em đâu đấy nhỉ? À, con này bán đi rồi mua lại đây các bác này. Mua của em hoạch chó cách mấy năm này bán cho mà chó này. bán cho em Trường. Nó lại là xúc lại, cộng thêm tí xúc lại. Đấy, đời. Cây cối nó cứ phải duyên với số hay sao. Cứ bán đi rồi lại cộng cộng mua lại. Trên trần rất nhiều toàn bim bim thôi, mỗi tội chưa có cái tời tự động để cẩu nên em toàn phải kéo bằng dây đây qua cái lỗ chó tầm 50-60 này các bạn ạ. Có cái thang nhôm Nhật là neo lên đây, thang này chịu tải 300 kg, em mới có 90 kg thôi, cộng thêm một cái thùng xốp một bao đất thì vô tư kéo dây qua này. Nếu mà bác nào mua cây mà nó không qua được cái lỗ này, cây nó lớn thì em lại phải thả xuống hành lang như này đấy, thả xuống từ trên này xuống là nó rơi khoảng tầm độ 15 mét thả dây rất nguy hiểm, chỉ sợ người nào theo dây thôi. Chơi cây này, khổ vậy, bao nhiêu tiền của bòn nhặt đấy. Hớ đây là mù cầy, nợ nần thì chồng chất. Hả? Khách lên thì
cứ bảo ở trên rời nắng vỡ chang chang mà đây một cái vôi sụn xịn hộp nít, ui giời ơi, già cao khô. Vôi này em mua tận Hải Dương City. Chín năm là một Điện Biên mà nên vành hoa đỏ, nên thiên sứ vàng. 9 năm nữa ông biết có thành người không? Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người. Nứa này trong 10 năm sau xem là có cho con cái đến Hà Nội học đại học được không? Đấy, nuôi 10 năm để xem là có nuôi nổi con học đại học không? À, cây đấy thì quá VIP rồi. Cây này... Tháo, kể ra cái tháo này rồi. Cây này là của khách rồi. Khách Hà Nội rồi. Con này thì chưa ai ăn, khách vào giá 3-4 người rồi lại không thấy về, cho nên là nó vẫn ở với chủ, cho nên chủ là tuyên bố là chưa bán. Chán lắm các bạn. Cây cối giờ cứ giữa đường đứt gánh, cho nên là cơn hâm nó nên là tuyên bố là không giao dịch nữa, để im sau này bán được nhiều tiền. Bây giờ bán thì không có giá, chỉ có giá đỗ thôi, giá treo tường thôi. Nhiều ông buôn cây này cứ bảo không có giá, có hết đấy các bạn ạ. Nhiều ông này đóng giá treo cổ đây, nợ nần thì trồng chất. Đấy, nhà em có tí thì em đưa hết lên trên này. Đưa lên trên này không biết giấu giếm được không, vậy mà thỉnh thoảng cứ hở ra các bác lên, các bác lại bắt cẩu xuống. Bảo 1 triệu thì cũng bảo không bán đâu, mua có 1 triệu các bác bảo cứ thôi 1,1 triệu để cho tao cẩu xuống đấy. Cái máu thèm tiền lại bán luôn 1,1 triệu. Sơ sơ nhà em trên này nó có khoảng tầm độ 40 đến 50 cái phôi tất cả lớn bé. Các bác cứ nhân hộ em lên, mỗi phôi là nó khoảng tầm độ trung bình, mỗi phôi là khoảng độ vài triệu thôi. Là trên này là nó là một cả một khối tài sản cho con ăn học được 3 năm đấy bác ạ. Đấy, đến là em nhân nhẹ nhẹ 3 triệu một phôi đấy. Ừ, cái loại này thì nó phải tầm độ 10 cái 3 triệu. Lúc nào vàng gì rồi? Lúc nào phải đi tới gặp được cái môi hộp vào những cái chợ kiểu chicken quấn 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 chung quanh hả? Áo mưa rẻ. Em không quay chi tiết để các bác biết hết cái của em giấu ở đâu. Cho nên em chỉ quay loãng thoáng thôi. Cũng có nhiều phôi chất nợ phết đấy các bạn ạ. Đấy, xì đấy. Xì tỉnh, tỉnh xì. Đấy, quay lại rồi. Thôi, bây giờ cứ thỉnh thoảng nhổ con bán lấy tiền mua trầu mua thuốc thôi. Đàn ông này hút thuốc gạt tàn, mà đàn bà ăn bã nhà trầu tiêu tan. Cho nên cái tiền hút thuốc gạt tàn của đàn ông ấy với lại cái tiền ăn trầu nhà bã của đàn bà thì thôi cứ tích cóp một tháng mua lấy một con. À, con mini tầm 5 đến 10 triệu mang lấy vứt các bạn ạ. Có cái mà để ngắm. Tiền bạc đốt vào cây thì không bán được cũng thích, không xa đọa vào các tệ nạn xã hội. Sáng nên mở mắt ra, đã mò nên ngắm cây, tối đến...